được xếp vào top 52 điểm đến hấp dẫn nhất của thế giới năm 2015 và được bình chọn là một trong 20 thành phố có không khí trong lành nhất thế giới là những gì khi nói về thành phố Đà Nẵng. Nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, Đà Nẵng còn sở hữu những bờ biển cát trắng trải dài và được vinh danh là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Với những ưu ái từ thiên nhiên như thế, thành phố này đã có những bước phát triển vượt bậc trong ngành du lịch trong nhiều năm qua. Hòa cùng nhịp phát triển ngành du lịch mũi nhọn của Đà Nẵng, Empire Group đã đầu tư và triển khai siêu tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay. Tọa lạc tại đường Trường Sa, con đường vàng du lịch, Coco Bay nằm ngay vị trí trung tâm của hai thành phố Đà Nẵng và Hội An. Coco Bay chiếm thế độc tôn khi ôm trọn hai sân golf xanh mát với tầm nhìn thoáng đãng về biển xanh và sông Cổ Cò uốn lượn. Coco Bay Đà Nẵng là nơi giao thoa giữa một thành phố trẻ hiện đại năng động và một thành phố cổ, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từ Coco Bay, du khách có thể tham quan danh lam thắng cảnh ở hai thành phố Đà Nẵng và Hội An một cách dễ dàng thông qua tuyến xe buýt du lịch lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, Coco Bus City Tour. Coco Bay đứng kiêu hãnh dưới đất trời Đà Nẵng như một minh chứng rõ nét cho một địa điểm đáng để lưu trú với nhiều dịch vụ và tiện ích giải trí thời thượng đang bắt đầu hình thành. Lấy cảm hứng từ thiên đường giải trí thế giới Las Vegas, Mỹ, Lan Quế Phường, Hồng Kông hay Genting, Malaysia, Coco Bay ra đời mang sứ mệnh tạo nên giá trị siêu tổ hợp giải trí hoành tráng và tạo sự khác biệt khi nói về du lịch Đà Nẵng. Với tổng vốn đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, Coco Bay được thiết kế, đầu tư nhiều hạng mục có quy mô lớn như đại nhà hàng du lịch độc đáo bậc nhất Việt Nam với sức chứa 1.500 chỗ, sân khấu biểu diễn ngoài trời hiện đại, hoành tráng, quy mô 2.000 chỗ với các chương trình biểu diễn giải trí mỗi ngày, câu lạc bộ bờ biển Beach Club, hệ thống lưu trú đẳng cấp Condotel và khách sạn tiêu chuẩn 4 và 5 sao, quảng trường du lịch bậc nhất Việt Nam, tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam, từ chuỗi nhà hàng đến phố ẩm thực phục vụ giải trí, cụm rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị, nhà hát trong và ngoài trời, cùng nhiều hoạt động khác phục vụ nhu cầu du lịch và giải trí của nhiều thế hệ khác nhau như câu lạc bộ trẻ em, các trò chơi thanh thiếu niên mang tính giáo dục, các chương trình dạy ẩm thực, các câu lạc bộ cho người lớn tuổi và nhiều siêu dịch vụ mang tính thời thượng với đẳng cấp quốc tế. Với tầm nhìn chiến lược của Empire Group, Coco Bay Đà Nẵng xứng tầm là điểm đến giải trí của thế giới. Coco Bay là một quần thể du lịch và giải trí quy mô với tầm vóc quốc tế. Thì khi đến với Coco Bay, chúng tôi sẽ có rất nhiều các hạng mục để đem đến cho khách hàng. Ví dụ như về lưu trú, thì chúng tôi có rất nhiều các hạng sản phẩm lưu trú từ truyền thống cho đến các sản phẩm mới chưa từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Thì truyền thống chúng tôi có các sản phẩm khách sạn và căn hộ Condotel tiêu chuẩn từ 2 sao cho đến 4 sao. Ngoài ra, về các sản phẩm lưu trú, chúng tôi sẽ đưa ra các sản phẩm lưu trú trải nghiệm và trong thời gian tới chúng tôi sẽ công bố. Như đây đảm bảo là những cái lưu trú dịch vụ mô hình lưu trú trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam. Về dịch vụ ẩm thực thì chúng tôi có khoảng 100 nhà hàng, quán bar, karaoke, pub, lounge và chúng tôi sẽ đem đến cho khách du lịch cũng như là người dân địa phương ở đây đầy đủ hương vị ẩm thực cũng như là phong cách âm nhạc của năm châu lục. Về phần biểu diễn nghệ thuật thì ở trong dự án Coco Bay chúng tôi sẽ đầu tư 2 sân khấu. Trong đó thì chúng tôi sẽ hứa hẹn là sẽ mang tới những cái show trình diễn nghệ thuật đẳng cấp của thế giới được thực hiện bởi những cái đạo diễn rất là gạo cội và nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện rất nhiều show diễn lớn ở Paris, Las Vegas hay là Macau. Cũng như đồng thời là chúng tôi sẽ đem đến giới thiệu tới khán giả, khách du lịch nước ngoài những cái show diễn mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn rất nhiều các cái hạng mục biểu diễn đường phố, ảo thuật, võ đài, boxing, đấu vật và các cái chương trình sẽ được thay đổi và làm mới liên tục để đảm bảo mỗi một khi mà khách hàng tới với Coco Bay sẽ có những cái trải nghiệm hoàn toàn mới về dịch vụ cũng như là về các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật. Cùng với định hướng phát triển bất động sản du lịch bền vững, chủ đầu tư Empire Group đã tự tin cho ra mắt dự án thành phần là loại hình condotel căn hộ khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao với tên gọi là Coco Skyline Resort. Nằm ngay vị trí đắc địa của siêu tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay, Coco Skyline Resort được tận hưởng tiện ích từ siêu tổ hợp Coco Bay Đà Nẵng
với nhiều hoạt động vui chơi, phục vụ du lịch và giải trí hiện đại và đẳng cấp. Với việc ứng dụng hệ thống công nghệ Smart Condotel, các thiết bị như màn cửa, ánh sáng phòng, khóa cửa, TV, v.v. được điều khiển bằng một chạm tay nhẹ nhàng trên chiếc điện thoại thông minh. Chỉ cần đầu tư 350 triệu đồng là có thể sở hữu một căn Condotel tại Coco Skyline Resort. Lợi ích đầu tư rõ ràng với chủ sở hữu được đảm bảo sinh lời tối thiểu 12% một năm liên tục trong 8 năm, giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian, được tận hưởng 15 đêm miễn phí, hỗ trợ vay vốn lên đến 70% bởi ngân hàng SHB trong thời hạn tối đa 25 năm. Mỗi Condotel của Coco Skyline Resort kiến tạo nên một chuẩn mực khác biệt về phong cách sống và mở ra cơ hội đầu tư sinh lời ưu việt, mang lại giá trị gia tăng dần theo thời gian. Nhắm đến đối tượng khách lưu trú trẻ trung, năng động, Coco Skyline Resort được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến tính kết nối cộng đồng, mạng xã hội thông qua việc đầu tư đường truyền Internet tốc độ siêu nhanh. Bằng tất cả những ưu thế sẵn có, Coco Skyline Resort xứng đáng là nơi khởi đầu ngọt ngào cho những kỳ nghỉ trong mơ. Đối với những khách hàng là nhà đầu tư bất động sản Coco Bay thì chúng tôi sẽ giới thiệu và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm ngoài cam kết về mặt chất lượng thông qua việc ký kết với những nhà thầu có uy tín và chất lượng hàng đầu của Việt Nam như là nhà thầu Hòa Bình sẽ là đơn vị tổng thầu xây dựng. Chúng tôi sẽ mang đến những tiêu chuẩn dịch vụ quản lý cao cấp nhất có thể đối với các tiêu chuẩn 2 sao cho đến 4 sao chúng tôi xây dựng tại đây. Thì trong các cái sản phẩm căn hộ tại đây thì chúng tôi sẽ mỗi một cái mô hình căn hộ cũng như là khách sạn boutique sẽ được quản lý bởi một cái đơn vị vận hành quốc tế cũng như là đơn vị Empire Hospitality mà chúng tôi đang vận hành dự án Nam An Retreat rất là thành công tại Đà Nẵng. Hiện nay đang là resort số 1 tại Đà Nẵng theo bình chọn của TripAdvisor. Ngoài ra chúng tôi cũng cam kết về tiến độ với khách hàng là đảm bảo bàn giao theo đúng thời gian cam kết là vào tháng 12 năm 2017. Tiếp nối thành công của chuỗi Condotel Coco Skyline Resort và Coco Ocean Resort, chủ đầu tư Empire Group đã tiếp tục cho ra mắt một loại hình bất động sản du lịch hấp dẫn, Boutique Hotel, chuỗi khách sạn chuẩn 3 và 4 sao. Là một chuỗi các khách sạn 5, 7 tầng kết hợp lưu trú và thương mại, vui chơi, giải trí, Boutique Hotel tạo nên một khu phức hợp đa dạng, đáp ứng cho một kỳ nghỉ trọn vẹn. Sau một đêm hết mình với các tiện ích giải trí như bar, pub, beer club, coffee với đủ thể loại âm nhạc từ jazz, blues, pop đến rock and roll hay electric music. Hay các tiện ích khác như phòng trà, karaoke, pool party tại Boutique Hotel. Khách lưu trú sẽ lấy lại ngay năng lượng với không gian lưu trú hiện đại. Đến với Boutique Hotel, du khách còn được trải nghiệm đa dạng văn hóa ẩm thực từ Á, Âu hay đặc sản Đà Nẵng. Nằm bên vườn cây xanh mát và công viên rộng lớn, Garden Bay, một trong những dự án thành phần thuộc loại hình Boutique Hotel, không chỉ đem đến cho khách lưu trú những trải nghiệm mà Boutique Hotel mang lại, mà còn đem đến cho quý vị một không gian xanh mát, thoải mái cùng với thiết kế ấn tượng và nội thất cao cấp. Được làm chủ một căn khách sạn chuẩn 3 sao tại Garden Bay, lợi ích đầu tư rõ ràng với chủ sở hữu được đảm bảo sinh lời tối thiểu 12% một năm liên tục 8 năm. Giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian. Được tận hưởng 120 đêm miễn phí trong suốt những năm cam kết lợi nhuận. Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% bởi ngân hàng SHB trong thời hạn tối đa 25 năm. Sở hữu Garden Bay không chỉ là cơ hội đầu tư sinh lời ưu việt, mang lại giá trị gia tăng dần theo thời gian, mà còn là quà tặng vui chơi giải trí du lịch cho chính bản thân và gia đình. Với siêu tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay Đà Nẵng, Empire Group đã dần thay đổi diện mạo du lịch Đà Nẵng, đánh dấu thêm một điểm đến của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.